Chào anh em, mình là Kính Cận đây. Nếu đây là lần đầu anh em biết đến kênh YouTube Lăng Kính Công Nghệ thì đừng quên đăng ký theo dõi thêm nhiều video mới nhé. Có lẽ với anh em 8X trở về trước sẽ không quên được cái đoạn quảng cáo pin Energizer rất thú vị hay xuất hiện trên màn hình TV. Và trong video này mình sẽ cùng anh em mở hộp một cái sản phẩm nhỏ nhưng rất hữu ích và không thể thiếu trong thời smartphone này, cũng đến từ thương hiệu Energizer, một thương hiệu nổi tiếng và lâu đời của Mỹ. Chính là pin sạc dự phòng Energizer có dung lượng là 10.000 mAh. Thông tin chi tiết cho anh em quan tâm là pin sạc dự phòng này sẽ được bán độc quyền trên trang online Shopee với giá là 590.000 đồng. Tuy nhiên, hiện tại đang khuyến mãi chỉ còn là 359.000 đồng và có chế độ đó là bảo hành 1 đổi 1 trong 2 năm. Vậy là một năm anh em chỉ mất có 179.500 và nói vui là mỗi năm chỉ cần anh em nhịn 2 ly trà sữa là đủ mua rồi. Và cuối video này mình có một cái game nhỏ với quà tặng là 3 pin dự phòng dành cho anh em đang xem. Anh em nhớ theo dõi đến cuối video nhé. Đây là pin sạc dự phòng Energizer dung lượng 10.000 mAh. Phía trước hộp sản phẩm sẽ in một số thông tin điểm nhấn nổi bật, như là có thể sạc đầy cho 3 chiếc smartphone, có dòng điện đầu ra là 2.1A giúp sạc nhanh hơn, và đặc biệt là pin có trang bị đến 2 cổng micro USB và USB-C để sạc cho pin. Sản phẩm này có bảo hiểm toàn cầu về an toàn cháy nổ và bảo hành 2 năm 1 đổi 1, nghĩa là trong 2 năm anh em sử dụng mà chẳng may gặp lỗi thì sẽ được đổi một sản phẩm mới hoàn toàn. Chế độ này mình đánh giá rất là cao vì thông thường các sản phẩm khác trên thị trường sẽ là 1 năm, mặt sau có in thông số kỹ thuật bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Sản phẩm này được nhập khẩu và phân phối bởi công ty DTR. Mã sản phẩm là UE10042BK. Mức dung lượng pin là 10.000 mAh. Và đầu vào qua cổng micro USB hay là cổng C là 5V 2A và có cái đầu ra là 5V 2.1A. Trọng lượng của pin là vào khoảng 207g. Bên trong bộ sản phẩm sẽ gồm một cái pin sạc dự phòng, một tờ hướng dẫn chi tiết, và không thể thiếu là một sợi cáp micro USB rất ngắn gọn. Đây là nhân vật chính của chúng ta, viên pin UE10042. Tuy cái dung lượng lên đến 10.000 mAh nhưng pin có một cái ngoại hình phải nói là khá nhỏ gọn. Mình có thể cầm gọn trong lòng bàn tay khá là thoải mái. Với thiết kế nhỏ, anh em có thể bỏ gọn trong túi quần nè, hay túi áo hoặc là ba lô để chúng ta có thể dễ dàng mang theo mỗi ngày hay trong những cái chuyến du lịch mà không lo điện thoại đến hết pin. Mặt sau pin có thiết kế rất là độc đáo với những cái đường vân sọc chống bám vân tay, cho nên cái cảm giác cầm khá là chắc chắn và thoải mái. Ngoài ra mặt sau viên pin cũng có in vị trí các cổng kết nối và thông số kỹ thuật mà mình đã chia sẻ cùng anh em lúc mở hộp rồi. Cạnh bên là trang bị nút bấm nhỏ để kiểm tra dung lượng pin. Phía trước là logo Energizer. Thông thường các mẫu pin dự phòng sẽ có những cái đèn báo mức pin. Tuy nhiên, điểm cộng trên cái pin dự phòng này là trang bị một màn hình LCD nhỏ hiển thị số phần trăm pin giúp anh em theo dõi dễ dàng hơn. Anh em lưu ý là số hiển thị trên màn hình cố định, không nhảy liên tục. Số nhảy anh em đang xem là do mình quay video ra thế. Số phần trăm pin chỉ chớp và tắt thông báo khi anh em đang sạc cho pin dự phòng mà thôi. Trên đỉnh sẽ là nơi bố trí 3 cổng kết nối sạc. Đầu tiên bên trái là cổng đầu ra để dùng kết nối sạc cho điện thoại hay các thiết bị khác với công suất là 5V 2.1A. Anh em có thể dùng sợi cáp micro USB đi kèm hay là cáp C đều được. Kế đến chúng ta sẽ có 2 cổng đầu vào là micro USB hay cổng USB-C với công suất là 5V 2A. Mình đánh giá cao việc trang bị 2 cổng này. Cho dù anh em đang dùng smartphone hiện đại, cổng C hay truyền thống là micro USB đều có thể dùng để sạc được cho cái pin dự phòng này. Kích thước pin dự phòng rất nhỏ gọn, chỉ bằng chiếc thẻ Visa. Ở đây mình có chiếc Nokia X2 đã nhỏ, nhưng khi so với pin dự phòng thì còn nhỏ hơn. Tuy nhiên thì pin dự phòng sẽ có kích thước chiều ngang ú hơn. Ngoài ra pin dự phòng cũng có tích hợp những cái công nghệ như là tự động cảm biến điện áp, giúp tương thích với các thiết bị di động, cũng như là chứng nhận an toàn và chống cháy nổ. Để sạc đầy pin dự phòng, anh em có thể dùng sợi cáp micro USB hay là USB-C khá tiện. Ở đây thì mình dùng cáp C để sạc. Lúc sạc thì đèn báo mất pin sẽ chớp và tắt để thông báo pin đang trong quá trình sạc. Chi tiết hơn về đánh giá hiệu năng sử dụng thực tế mình sẽ dùng lâu hơn và chia sẻ cùng anh em sau. Ở đây thì mình được tặng 3 pin dự phòng, nhưng mình có một pin rồi nên tặng lại anh em sản phẩm mới hoàn toàn. Anh em nào may mắn mình sẽ gửi quà đến tận nhà nếu ở xa. Riêng ở Hồ Chí Minh sẽ liên hệ ghé mình nhận nhé. Cách thức tham gia nhận quà rất dễ, đó là anh em chia sẻ video này, công khai lên Facebook. Khi công bố người trúng giải, mình sẽ nhờ gửi Facebook để mình kiểm tra. Đúng ra mình cũng không yêu cầu share như các game trước, tuy nhiên anh em nên share để ủng hộ mình nè, và để nhiều bạn quan tâm có thể xem, cũng như sắp tới mình tìm được nhiều quà tài trợ hơn để tặng anh em. Và anh em nhớ để lại bình luận dưới video này hoặc trên Facebook. Thứ Sáu tuần sau, ngày 14 tháng 6, mình sẽ lọc hết các bình luận ra để quay số ngẫu nhiên và chọn ra 3 bạn may mắn nhất nhận quà. Chi tiết link sản phẩm giảm giá cũng như là thể loại game nếu chưa rõ, anh em có thể xem lại dưới phần mô tả video nhé. Và anh em đừng quên đăng ký kênh YouTube Lăng Kính Công Nghệ, theo dõi thêm nhiều video mới, cũng như sắp tới sẽ còn rất nhiều game quà tặng khác nữa nhé. Chúc anh em buổi tối vui vẻ.